Hello, chào các bạn buổi sáng nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình yên và khỏe mạnh nữa. Hôm nay mình trở lại mấy cái cây táo tàu của mình, quay lại cho các bạn ngắm cho vui ha. Ngắm cho nó vui một chút. Đây là cái cây sugar cane đó các bạn. Hôm nay mình thấy nó đậu trái hơi lớn một chút rồi đó. Cây này cũng thấy cũng có khá trái đó ha. Cũng được mớ trái. Thường thường á, cái sugar cane ở chỗ mình á, nó đậu trái trễ á, nó đậu trái trễ, mấy kia đậu trước, mấy cây ly đồ nó dễ đậu, đậu trước, còn mấy cái này nó đậu sau đó. Sugar cane này năm ngoái mình có trái ăn rồi, ngon mà sao cái vị của nó hơi hơi nhẵn nhẵn chút các bạn ha, ngọt ngon mà cái vị của nó hơi hơi nhẵn nhẵn một xíu. Nhưng mà cũng thuộc về hàng táo tàu ngon rồi đó các bạn ha. Hồi xưa không có mấy cái giống kia thì bây giờ cái giống này mình mua được cũng là hơi ngon rồi, nhưng bây giờ ảnh cũng thực đứng hạng 3 hạng 4 rồi ha. Đây mời các bạn ngắm một chút những cây táo tàu của nhà mình ha. Hôm nay dạo vườn ngắm táo tàu có trái rồi, đậu trái rồi các bạn ơi. Dạo vườn ngắm táo tàu đậu trái rồi mà trái còn nhỏ xíu một xíu à, mà thấy nó cũng hồng hồng rồi nè các bạn. Nếu mà nó đỏ là ăn được rồi, mà nó bị khô nhiều quá, bông nó cũng thiệt là nhiều luôn, mà đậu trái thì cũng không có bao nhiêu ha, tại mình trồng trong chậu nhỏ mà mới trồng có 1 năm mà làm sao được ha. Thôi có làm sao ăn vậy với các bạn ha. Còn cây này là cũng táo tàu sugar cane nữa này các bạn. Cũng thấy đậu hơi đậu trái một chút rồi nè. Cũng bông dữ dằn lắm á. Bông ghê, bông nhiều, bông thì thôi á ha. Nhưng mà năm nay nó phát lớn rồi nè, năm nay nó phát cao rồi đó. Là 3 năm, cái này là ba được 3 năm. Mà hôm nay nó hồi mua thì có 2 gang tây à. Bây giờ nó cao như vậy là cũng ngon lành rồi, táo tàu dễ trồng các bạn ha. Đâu có gì khó đâu. Nhưng mà trồng dưới đất á, thì nhiều trái lắm. Người ta nói không cần phân cho gì nó cũng lên như thường à. Chỉ mình thương nó thì mình cho nó thêm tí phân này phân nọ cho nó tốt, cho nó có sức khỏe. Ai ai cũng vậy ha, người ta cũng vậy nữa. Mình phải chăm bón thuốc bổ đồ vô, vitamin đồ vô, ăn uống đồ bổ dưỡng vô. Rồi thì sức khỏe mình nó cải thiện tốt, cây nó cũng vậy. Cũng cần có phân có tro các bạn ha. Phân tro cho tốt, bỏ bỏ mấy cái phân organic rồi đó các bạn. Nhưng mà mình thấy đẹp quá ha. Nè, thấy không? Thường thì mình chỉ bỏ phân 14, 14, 3 tháng một lần thôi. Rồi bỏ thêm bone meal, blood meal. Rồi thương nữa thì cho muối Epsom nữa. Rồi thương nữa thì cho nó warm creatine, quậy nước tưới vô đó. Toàn là đồ bổ dưỡng không à, mà làm sao nó tốt được ha các bạn ha. Tùy theo mình à, mình chăm bón nó kỹ thì nó tốt các bạn ha. Đây mời các bạn ngắm mấy cây táo tàu sugar đi, sugar cane đi, có trái rồi, có bông rồi, bây giờ có trái rồi, đẹp ha. Thưởng thức nha, thưởng thức cho vui một chút ha. Hello các bạn ơi, các bạn ơi, mời các bạn ngắm thêm một cái cây táo tàu kêu bằng cái gì, honeya. Cái này là honeya này các bạn, mà hôm trước mình quay lên thấy bông quá chừng chừng ha. Bây giờ đậu trái này các bạn, trái này, cây này thì trái nhỏ nhỏ thôi nha, không có lớn. Bông cũng nhiều mà hư cũng nhiều ha, khô cũng nhiều. Chắc chỗ này của mình thiếu nắng á, hình như là vậy, thiếu nắng nên bông nó khô, hay là khí hậu nóng quá làm sao mình không biết. Cũng có một mớ trái. Đây mời các bạn ngắm mớ trái honeya này. Honeya thì ăn xuất sắc luôn, ăn ngon, ngọt, không có cái vị gì đắng, không có vị nhẵn gì hết ha. Honeya ngon, mình cũng trồng mới có 2 năm mà các bạn. Năm rồi mình cũng ăn được mớ. Giờ năm nay có trái lại nè.
Rồi mời các bạn vào vườn ngắm thưởng thức Honeyia ha, táo tàu Honeyia. Mình cũng có táo tàu Honeyia như ai chứ bộ. Đó, trồng trong chậu à các bạn ơi, không có trồng nhiều, không có dưới đất, không có đất trồng ha. Cũng thấy trái cũng hên nè, cũng được nè các bạn. Đây mới đó nè. Cũng đỡ ha, chừng tuần nữa là chắc có 2 tuần nữa, chắc 2 tuần nữa có thể ăn thử được rồi ha. Mời các bạn ngắm ha. Còn đây là cây sakuche của mình nè các bạn. Sakuche này là kêu bằng cái gì đây nè, nó là ngon nhất nè, hay già hát già hát già. Nhưng mà từ khi mua về trồng tới giờ là mới có nở bông à, giờ bắt đầu có bông à, chưa thấy trái. À, cây này mắc tiền, chắc bây giờ nó làm bông lại á thì nó sẽ có trái, chắc hy vọng ha, hy vọng có trái để cho mình ngắm chê. Còn đây là cái táo tàu ly nè các bạn, ly nè, ly anh trái anh bự dễ sợ chưa nè, ly sensili ăn cũng ngon không có kém gì đâu, cũng được lắm, nhưng mà phải chờ cho nó chín cái vàng á hái ăn mới mới ngon, còn mình để non ăn nó chát, xanh thì ăn nó chát, mà chín quá thì nó lại thành táo tàu không ngon nữa bở ha. Mà nó đậu nó ra bông, ra bông nha, nhiều lắm nha các bạn, dễ ra bông quá, mà trái cũng đậu được mớ này các bạn, mà trái này bự lắm ha, trái này bự lắm, táo tàu này trái bự lắm. Ừ, đây ở chỗ này nó có một chùm trái bự này. Ừ, bự rồi này, quá trời bự ha, cũng hư thiệt là nhiều rồi đó ha, hư thiệt là nhiều rồi á. Giờ bây giờ còn mớ nè. Và đây đây ha, đây mớ này chắc hy vọng quýt nè ha, mớ này hy vọng quýt nè, coi như mỗi ngày mình phải tưới tưới nước bằng phun sương cho nó đó các bạn, phun sương tưới nước cho nó mỗi ngày, chắc là gọi táo tàu nó cần nước á, nó cần nước nhiều nên mình tưới ít nước nó khô á đó. Đó này, đây cái chùm này, chùm này nhiều trái nè, vui ra chùm này nhiều trái nè. Đó, táo tàu này thôi khỏi chơi, bự lắm là bự luôn ha. Đây nó đây, nó đây thêm một cây kế nó là ly nữa nè, cũng là ly nữa nè các bạn, cái này cũng ly. Hồi mình mới trồng mình không có biết á, thấy táo tàu là ham là mua thôi, đâu có biết cây nào ngon cây nào dở đâu, bây giờ thì mới biết, trồng một thời gian rồi mới biết. Có nhiều giống quá các bạn ơi, nhiều giống quá, nhưng mà thôi kệ nó, để cho nó lên cho nào, chừng là nó bỏ mình nó đi thì mình bỏ nó ha, chứ bây giờ mình chặt bỏ uổng á, đi kiếm giống mới mua trồng thì mình mua thêm thôi ha các bạn ha, đừng bỏ nó uổng, tội nghiệp nó ha, có mới nới cũ cũng không nên, chừng nào mà nó không cho trái mình ăn á thì mình mới tính toán nó. Bây giờ nó cho trái mình ăn thì thôi mình thương nó đi các bạn ha. Đó, anh này cũng nhiều trái lắm á. Còn anh này là cái gì đây? GA866. Đúng rồi, GA866 này các bạn. Mới mua này, mới mua được mấy tháng mà các bạn ơi. Mua của anh Thịnh á, mua nhà anh Thịnh mà cây tốt thiệt á. Nè, cây tốt hay chưa các bạn? Ra trái ra bông nhiều lắm, mà thấy đậu trái rồi nè các bạn ơi, thấy đậu trái rồi. Nó cái này là còn ngon hơn táo đinh á, cái này là táo đinh á. Mới bắt đầu thấy nhúm nhúm đậu trái à, chưa 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 thấy trái bự á các bạn. Hy vọng ha. Hy vọng có trái ăn để thử. Ô, ở trên này có trái lớn rồi này các bạn. Ồ, lucky mới trồng à, mới trồng có mấy tháng rồi các bạn ơi. Mới trồng mấy tháng mà cũng được có trái rồi, cũng đỡ quá ha. Cây này mua của anh Thịnh này tốt quá, nhà anh Thịnh giờ bán cây tốt quá các bạn ơi, cây nào khả nét mình giờ mình trồng phát dễ sợ luôn á. Cây này cũng phát nè, còn kế bên em là cây quýt nè,
Kế bên em là cái quýt sumo á, quýt sumo các bạn. Hôm nay mình mời các bạn dạo vườn ngắm một khúc vườn nữa của mình ha. Ngắm thêm một khúc nữa là quýt khúc táo tàu, khúc cho suốt trồng táo tàu chanh quýt sumo, quýt sumo trái này hư nè. Đây cũng mới mua nè, mới mua mấy tháng nè, mua hồi mùa lạnh, mua hồi mùa lạnh á. Nó quýt này thì ngon lắm nè, ngon số 1 mà không biết làm sao ha. Đậu được cũng một mớ trái rồi nè các bạn. Trái quýt này thì trái bự lắm á, trái bự chứ không phải trái nhỏ đâu nè. Còn đây là một cây táo tàu mới mua nữa nè các bạn. Kêu bằng si hong á, si hong á. Cây si hong á, mà mua cây nhỏ nè, cây như gì thôi nè. Mới mua có một mấy tuần lễ nay nè các bạn, nó giống như là táo tàu ngon số 1 luôn. Mình cũng hiếu kỳ nên mình mua đại cây nữa để đây. Đó, si hong này các bạn. Là ngon nhất, ngon số 1 luôn, nghe cái cô Tú gia đình của nó là ngon số 1 luôn. Thì mình hiếu kỳ, mình thích quá mình mua luôn. Này mua cô Tú gia đình ha. Đó, chợ nó có trái, mình coi thử cái trái nó sao, cái này thấy trong cái hình nó cái gì, cái trái nó vàng vàng các bạn, không có tròn tròn chứ không có dài ha, mà sao giống như là mình dòm thấy cái lá nó khác nữa các bạn, cái lá nó khác ha, lá nó khác hơn mấy cái lá kia một chút. Cái lá này có mấy cái gân á, mấy cái gân lá nó hiện rõ hơn á, rồi nó ra hiện rõ hơn mấy cái kia. Đó, MC Hon ra mắt các bạn này. Đó, một MC Hon nữa nè. Chờ sang năm lễ này mới có trái được ngay các bạn. Còn đây là quýt kisu nữa nè. Kisu. Có kisu rồi mà cũng còn ham kisu nữa nè các bạn. Mua thêm một cây nữa về để đây. Mua về để dành thôi chứ sợ mua không có đó. Thấy có cái mua. Mua để dành. Từ từ tính sao ha. Đúng là mê cây yêu vườn, nghiện cây luôn á chứ mê cái gì. Thấy cây nào cũng hà, nghe nói ngon là ham ha. Ai cũng vậy. Tới cái tuổi ham cây mê cây là thích trồng cây á, là cái gì cũng thích hết trơn á các bạn ơi. Kệ. Mình cũng trồng được một cái vườn trái cây Việt Nam, đầy đủ cây Việt Nam ha. Để mình ra mình ngắm, rồi có bông có trái đẹp mình quay lên các bạn ngắm chơi cho nó vui. Không cần phải nhiều trái lắm đâu ha. Chỉ cần có trái là mình ngắm đủ rồi các bạn ha. Một niềm vui. Niềm vui của những người lớn tuổi đó các bạn ha. Đó, đây một hàng táo tàu của mình đây. Mời các bạn ngắm thêm một khúc vườn táo tàu của nhà mình ha. Đây chưa có trái, một tháng nữa là ăn trái rồi. Mỗi thứ mới là dư ăn rồi các bạn ha. Rồi mời các bạn ngắm enjoy những cây táo tàu ha. Hello, mời các bạn ngắm thêm một cây táo tàu của mình nữa nha. Đây là cũng là ly nè, thuộc hàng ly nữa nè các bạn. Trái nhiều ghê á, cây này trái nhiều lắm mà trái bự lắm nè các bạn. Đó, ăn cũng ngon lắm, không có dở đâu. Nhưng mà đừng hái non quá thì nó không ngon. Hái vừa tới ăn cũng ngon lắm. Mà nếu nó chín quá thì mình làm táo tàu các bạn à. Không có đến nỗi tệ ha, mà nó ra trái nhiều mà trái bự lắm á các bạn. Wow, trái nào trái này bự xưa. Đó, đây là một cây táo tàu em ly của mình lạc loài ở đây nữa này các bạn. Em ly của mình lạc loài ở đây. Em cũng khoe trái nhiều lắm nên mời các bạn ngắm luôn cho em đỡ buồn ha. Đó, khúc này nhiều trái lắm mà khúc trên nó cũng nhiều nữa. Nên mình mời các bạn ngắm một chút ha. Chút nữa cho đầy đủ bộ táo tàu của mình.
trồng tùm lum tà la, ngắm tùm lum tà la các bạn ha. Ui da, mê ơi là mê, mê quá là mê. Không sao hết, chờ chín ăn thôi, không sao hết, chờ chín ăn thôi ha. Rồi, mời các bạn ngắm một thêm một cây nữa. Là đầy đủ bộ tấu tàu của mình rồi đó. Dạo vườn ngắm tấu tàu, hôm nay dạo vườn ngắm tấu tàu ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình yên và khỏe mạnh nữa. Chào tạm biệt các bạn ha, bye bye. Ở trên đó, ở trên trái bự lắm á. Trái thấy ham chưa? Cho em vài điểm đi ha.